iOS 14.5, bản cập nhật hệ điều hành iPhone mới, tấm khiên vững chắc bảo vệ thông tin cá nhân Apple dành tặng người dùng. Tuy nhiên, hiệu suất quảng cáo Facebook đã giảm nhẹ. Người dùng táo quyết có thể tự mình quyết định an toàn thông tin hoặc tiện dụng với quảng cáo chính xác. Thưa quý vị, theo công ty nghiên cứu thị trường và dữ liệu người dùng Statista, tại Việt Nam tính đến đầu năm 2021, có hơn 68 triệu người Việt Nam sử dụng mạng xã hội Facebook, và trong đó thì có 13 triệu người dùng iOS. Và theo số liệu của Apple thì đã có hơn 90% người dùng trong số này cập nhật lên iOS phiên bản mới nhất. Có thể thấy bản cập nhật iOS 14.5 sẽ tác động trên diện rộng đến nhóm những người sử dụng thiết bị của Apple tại Việt Nam. Và trước sự kiện này thì Facebook là một trong những cái tên đã công khai phản đối bước đi của Apple khi mà dự báo cho thấy mạng xã hội lớn nhất hành tinh có thể sụt giảm tới 7% doanh thu quý nếu như phần lớn người dùng không cho phép thu thập dữ liệu. Tuy nhiên thì sự kiện này vẫn diễn ra như một lẽ tất yếu để bảo vệ người dùng theo quan điểm của Táo Khuyết. Còn ngay tại thị trường Việt Nam thì bước đi này của Apple sẽ khiến cho việc quảng cáo trên Facebook có thể kém hiệu quả hơn. Ghi nhận qua một số nhà quảng cáo và các doanh nghiệp tại Việt Nam cũng cho thấy doanh số và hiệu suất bán hàng qua mạng xã hội này đã giảm nhẹ sau hơn nửa tháng iOS 14.5 ra mắt. Là một doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ quảng cáo qua mạng xã hội Facebook, Google, thì iOS 14.5 rõ ràng là một sự kiện cần lưu tâm với doanh nghiệp này. Dù chưa có con số thống kê chính xác, nhưng hiệu suất quảng cáo đã có sự sụt giảm nhẹ so với thông thường. Hiện tại kết luận thì tôi thấy có sự thay đổi, data lượng tương tác ít và cái số lượng chuyển đổi từ đó không được cao. Tuy nhiên, nó không rõ ràng, chưa thể đo lường được. Còn với công ty kinh doanh thiết bị này, sau 4 năm xây dựng trang fanpage với số tiền đầu tư rất lớn, đã thu hút nguồn doanh thu đáng kể qua mạng xã hội Facebook. Tỷ lệ chốt đơn hàng luôn ở mức rất cao. Tuy nhiên, kể từ đầu tháng 5, tỷ lệ này đã có dấu hiệu sụt giảm nhẹ. Doanh nghiệp cũng đang lên sẵn kế hoạch mở rộng các kênh quảng cáo và phân phối khác. Chốt đơn từ đầu tháng đến giờ thì đã có giảm 5%. Tuy nhiên thì cũng chưa ghi nhận sự ảnh hưởng rõ rệt. Nhưng mà sắp tới là chúng tôi cũng cân bằng chính sách để cho chi phí quảng cáo của Facebook. Trong khi đó, theo ghi nhận thì nhiều sàn thương mại điện tử lại coi đây là cơ hội thu hút các nhà quảng cáo và doanh nghiệp mở rộng kênh tiếp cận khách hàng. Chúng tôi cũng có rất nhiều những hỗ trợ khác, ví dụ như là miễn phí chạy quảng cáo hoặc là tặng voucher lên đến 50% để giúp cho những nhà bán hàng này có thể tiếp cận thêm được nhiều khách hàng cũng như là quảng bá hình ảnh về sản phẩm tốt hơn. Rõ ràng mạng xã hội Facebook vẫn đang là kênh bán hàng rất hiệu quả tại Việt Nam với gần 70 triệu người dùng. Dù hiện tại chưa ghi nhận một sự chuyển dịch cụ thể nào, nhưng trước tác động từ iOS 14.5 lên hiệu suất quảng cáo qua Facebook, thì việc phân bổ ngân sách quảng cáo sao cho phù hợp cũng là điều mà các doanh nghiệp cần tính đến. Có thể thấy cách mà Facebook kinh doanh từ trước đến nay là dựa trên dữ liệu của người dùng. Tuy nhiên thì công ty này lại tỏ ra bế tắc trong việc bảo vệ nguồn thông tin này. Bằng chứng là các vụ rò rỉ như là dữ liệu Cambridge Analytica hay là gần đây nhất vào đầu tháng 4 khi mà 500 triệu tài khoản mạng xã hội này đã bị lộ thông tin. Chính vì vậy thì iOS 14.5 của Apple được coi như tấm khiên để bảo vệ thông tin của người dùng. Tuy nhiên theo nhiều chuyên gia, ở chiều ngược lại thì những người dùng này có thể phải chịu thiệt thòi vì khó tiếp cận được với sản phẩm hay là dịch vụ phù hợp trên Facebook. Thực tế, việc cập nhật lên iOS 14.5 của người dùng iPhone sẽ không giúp họ gặp ít quảng cáo trên Facebook hơn thông thường, mà đơn giản là quảng cáo có thể không phù hợp với người dùng đó vì họ đã chặn thu thập thông tin. Apple nâng cấp hệ thống lên iOS 14.5. Điều này sẽ có một cái sự vừa là giúp cho người dùng bảo vệ được dữ liệu cá nhân nhưng cũng làm cho họ có những thiệt thòi, bởi vì là các cái quảng cáo đã không thể bám sát và cũng như không có thể theo dõi họ một cách chính xác, cho nên nó sẽ không tiếp cận họ được một cách đúng lúc và đúng thời điểm. Và vì vậy thì họ cũng ở đâu đó cũng sẽ không được tiếp cận đối với những sản phẩm hàng hóa dịch vụ có thể phù hợp với họ. Bên cạnh đó, người dùng thay vì nhìn thấy quảng cáo sản phẩm có tương tác trước đó hoặc được tiếp cận qua phân tích thông tin, hành vi cá nhân, thì giờ đây họ sẽ phải xem tất cả mọi thể loại quảng cáo trên Facebook. Trong khi đó, nhiều chuyên gia cũng dự báo Facebook sẽ sớm có giải pháp thay thế công cụ Pixel để lấy thông tin người dùng. Facebook là một công cụ khai thác quảng cáo và theo dõi người dùng rất mạnh. Hiện nay thì mới chỉ có một trở ngại là đối với hệ điều hành iOS 14.5 thì người dùng sẽ phải đồng ý cho phép Facebook truy cập vào một số tính năng thì mới được.
Nhưng chắc chắn trong tương lai Facebook sẽ có những cái chiêu khác, có những cái công nghệ khác để theo dõi cũng như là để tăng được cái hiệu suất quảng cáo của mình, bởi vì Facebook sẽ phải bảo vệ cái thị phần quảng cáo của họ và gia tăng cái doanh thu quảng cáo của họ trong những năm tiếp theo. Dẫu vậy nhưng trong ngắn hạn, chính Facebook cũng thừa nhận doanh thu quảng cáo của mình sẽ có sự sụt giảm đáng kể. Tuy nhiên theo các chuyên gia, giữa Apple và Facebook có mối quan hệ cộng sinh chéo rất phức tạp. Đơn cử như nguồn thu lớn thứ hai của Apple chính là App Store.